Thưa quý khán giả, sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm rất đặc biệt và sự quan tâm, tình yêu, kỳ vọng lớn vào thế hệ trẻ và đoàn thanh niên. Theo đó, trong các bài phát biểu tại các sự kiện quan trọng của đoàn, Tổng Bí thư luôn khẳng định thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, là rường cột của quốc gia. Tổng Bí thư cũng đã có nhiều định hướng, chỉ đạo, truyền cảm hứng cho thanh niên, tổ chức đoàn phát triển. Với tình cảm đó, trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tuổi trẻ Đồng Nai bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, đồng thời lấy lời dạy của Tổng Bí thư làm kim chỉ nam trong hành động để đóng góp vào sự nghiệp chung xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nhận được tin buồn qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Tổng Bí thư. Tuổi trẻ, dù chưa có được vinh dự gặp gỡ đồng chí Tổng Bí thư, nhưng qua theo dõi thông tin từ báo đài, đoàn viên thanh niên tỉnh vẫn cảm nhận được tình cảm của Tổng Bí thư với thế hệ trẻ và luôn dành sự yêu mến, kính trọng sâu sắc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế hệ trẻ của tỉnh nhà rất yêu thương và coi bác là một hình mẫu để cố gắng phấn đấu để tiếp nối cái sự nghiệp của bác, để tham gia vào cái quá trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Thì biết là chuẩn bị cũng đã mường tượng được là và sức khỏe của bác như vậy, nhưng mà khi biết được thông tin bác đã từ trần thì cũng như là một cái cảm xúc nó bị vỡ òa, và cả ngày hôm qua gần như là cảm xúc nó lắng đọng. Thì cũng không chỉ là cá nhân em mà các bạn đoàn viên thanh niên xung quanh cũng như theo dõi trên các trang mạng thông tin xã hội cũng thấy được là một cái không khí đã được buồn bao trùm lên thế hệ trẻ. Bản thân cuộc đời và nhân cách của đồng chí Tổng Bí thư đã là một tấm gương sáng cho thanh niên sinh viên. Cách đây vài tuần thì bác vẫn đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Việt Nam, và những cái hình ảnh mà tụi em tiếp cận được thì ngay trong phòng bệnh của bác vẫn có bàn làm việc, bác vẫn giải quyết công việc ngay trong phòng bệnh của mình. Rất xúc động khi Tổng Bí thư ra đi. Và sinh thời thì Tổng Bí thư đã từng căn dặn thanh niên Việt Nam phải ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, có tâm trong hoài bão, chí sáng, hoài bão lớn. Thì đó cũng sẽ là điều mà thanh niên sinh viên Đồng Nai chúng em giữ lại trong lòng như là một kim chỉ nam, một sự động viên trong quá trình mình rèn luyện và trưởng thành. Từ tối qua, khắp các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, các kênh Zalo của các cấp bộ đoàn tỉnh Đồng Nai đã đồng loạt đổi ảnh đại diện, đồng thời đăng tải chia sẻ những hình ảnh, thông tin tri ân Tổng Bí thư. Kèm theo đó là những lời hứa cùng thế hệ trẻ Việt Nam đưa đất nước phát triển đi lên theo đúng lời dặn dò, theo ước nguyện của đồng chí Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương sáng của sự bình dị, gần gũi và khiêm tốn. Bác là một tấm gương sáng tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người là một vị lãnh đạo có lý tưởng cao đẹp, sống một đời mẫu mực, chân thành. Trong những phát biểu của người thì tôi rất tâm đắc với câu nói hạnh phúc của con người không chỉ ở chỗ nhiều tiền lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn là sự phong phú trong tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng. Qua đó thì tôi cũng luôn luôn suy ngẫm và xem đây là lý tưởng sống cao đẹp để bản thân luôn luôn cố gắng trong cuộc sống. Tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắn nhủ: cũng như cây cối chỉ nảy lọc đâm chồi vào mùa xuân, con người muốn tạo được sự nghiệp có ích cho bản thân, cho xã hội thì cũng phải bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ Đồng Nai sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ, của Tổng Bí thư và nhân dân.